liếc đánh dấu hiện trường vụ việc đang lôi cuốn sự xem xét trên mạng buôn bản hội. Nam thanh niên 19 tuổi chở bạn gái 17 tuổi bằng xe máy, phóng vận tốc cao trên 26, đoạn qua đô thị Ica, huyện Ica. Chiếc xe máy bất thần lao lên vỉa hè khiến cả hai trượt văng xuống lề đường. Nam thanh niên văng xa vào cầu hồ báo giao thông, tử vong tại chỗ. Bạn gái phía sau bị yêu quý nặng, được người dân đưa đi cấp cứu giúp ngay sau đó. Xe máy văng mạnh như bay, nam thanh niên bắt lái đập trúng cầu hồ báo. Công an huyện Ica đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hình như đó, nhân chứng tại hiện trường cho hay nam thanh niên có bộc lộ say xỉn. Cả hai nạn nhân đều trú tại huyện Ica. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15:30 ngày 13 tháng 10. Nhìn nạn nhân với chiếc xe vọt qua màn hình mà thấy sợ. Chắc hẳn anh ta đã phóng vận tốc rất cao, một dân mạng bình luận.